Hello anh em, hôm nay mình tiếp tục hướng dẫn các bạn xử lý hai cái phôi dây quái này. Đây là mình bắt đầu mình cắt bọt, cắt lại cái phôi mình mua về để phôi này họ để rất là lằng ngoằng. Trước khi ươm mình để định hình cái dáng của cái cây,
tầm 30 phút, 40 phút, có thể là 1 tiếng. Sau đó dùng keo liền sẹo bôi vào vết cắt này, các cái mặt cắt ở bên trên của phôi và ương. Rồi. Đấy. Ăn cơm trưa xong là ương là vừa.